Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu lợp cá chạch ha. Mẫu lợp cá chạch hay bẫy cá chạch thì cũng là một loại, cũng là một tên gọi của nó thôi nha các bạn. Thì cái này chuyên dùng để bắt cá chạch luôn. Thì các bạn để ý nè, cái kích thước của nó nè, như các bạn thấy là nó dài 32 phân ha. Đường kính của cái lợp này là 15 cm. Đó, như các bạn thấy trên video clip ha. Cái lợp cá chạch này nó có hai hôm nha, một hôm ngoài và một hôm trong. Cái này là cái cửa đổ. Rồi để từ từ mình sẽ chi tiết cho các bạn xem. Cái nang cũng khá to nha các bạn ha. Đó, cho nên rất là bền. Đó, các bạn thấy so sánh với cái kích thước mm nè. Rồi. Thì cái lợp này nó có hai hôm, một cái hôm ngoài như các bạn thấy ở đây. Đó. Còn một cái hôm trong. Hôm trong thì khó quay, nhưng các bạn chịu khó nhìn nha đó. Hôm trong nó như cái kiểu kiểu vậy, nắp đổ bằng thiết. Đó. Cái lợp cá chạch này rất là bền các bạn ha. Các bạn xài vài ba mùa nước không có vấn đề gì rủi ro ở đây hết. Thì ngoài để bắt cá chạch ra thì các bạn có thể tận dụng cái lợp này để các bạn bắt cá bóng dừa, các bạn đặt tép, các bạn đặt cua vân vân ha, cá nhỏ đồ, cá rô đồ được hết á nha các bạn đó. Nhưng mà mỗi loại thì mình tương ứng mình sẽ sử dụng một cái bài mồi khác nhau. Ví dụ như cái bài mồi đặt cá chạch này á thì các bạn cứ sử dụng trùng hoặc là con dung á, các bạn băm ra, băm nhỏ ra, xong các bạn kiếm đất gò mối á, các bạn trộn lại cho nước vô, xong rồi mình dò 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 cho nó mềm nhão hoặc mềm mềm hoặc nhão nhão chút đó, rồi cho vô đây đi đặt. Các bạn không có cần phải lấy giải bao gì hết các bạn ha, đặt một đêm cho nó tan khỏi máy ra từ rồi cho nó tan, cho cái mùi tan của nó đi xa, chứ các bạn bọc lại thì nó không có tan được. Nó cứ cho nó tan khỏi máy đi, chiều mình đặt là sáng mình đi hâm vậy là được các bạn ha. Con cá chạch này các bạn đặt yên tâm, các bạn đặt lợp chìm nha, nó vô nó không có bị ngọt nước đâu, nó cũng giống như cua với cá bóng dừa tép rồi, đặt thoải mái chìm không có lo. Còn mấy con cá kia đặt mình phải canh cho nó nổi lên có chỗ hở, còn con này khỏe rồi. Rồi thì cứ mình canh theo địa hình ha, ao hồ mương rạch đó, chỗ nào mà có cá chạch thì mình đặt thôi. Thì cái giá bán của cái bẫy này thì 50 ngàn một cái ha bạn, mình có ship hàng toàn quốc cho các bạn luôn. Ví dụ một đơn hàng cái là không có bao ship nha các bạn, một đơn hàng 10 cái gì thông thường thì ship khoảng 90 ngàn á. Thì các bạn cần cái lợp cá chạch này ha, hoặc là có thêm bất kỳ câu hỏi nào các bạn cứ liên hệ mình ha, số điện thoại mình có để sẵn trên màn hình rồi, 0786493437 đó, các bạn gọi mình lúc nào cũng được, sáng trưa chiều tối khuya gì cũng được. Rồi thì cái lợp này nó cũng giống giống như cái lợp cá bóng dừa vậy thôi ha bạn ha, nó chỉ khác một cái đặc điểm là nó khác cái hôm giữa thôi, cái hôm giữa người ta làm kính luôn. Còn cái bóng dừa cái hôm giữa với cái hôm ngoài nó cũng giống giống vậy, nó giống nhau, còn hôm cá chạch là nó khác nha, một hôm này một hôm kia, thì các bạn để ý vậy để dễ phân biệt ha. Rồi thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi luôn video clip này nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình.